Tiểu sư. Đây là sông Cái Lớn. Sông quê hương mát mẻ gắn liền với tuổi thơ, những dấu ấn quê hương in đậm trong ký ức của mọi người. Vườn chuối xanh bạt ngàn, những cây chuối tơ chuối tốt và những vườn chuối thơm hoa kết trái, bức tranh quê hương thật nhiều màu sắc, đậm chất tình nghĩa tình người. Cái chất con người chân chất ở vùng miền Tây Nam Bộ là như thế. Những hàng dừa che bóng mát, những ngày học sinh tan trường đi dưới hàng dừa, những kỷ niệm tươi thơ, kỷ niệm tuổi học trò. Khi chúng ta đi lại những con đường này, những dòng ký ức ùa vào trong. Đây là ngã ba sông, nơi những tuổi thơ, những ngày nhỏ chúng ta hay bắt ốc mò cua. Giờ đây đi đến nơi đâu thì dòng ký ức cứ mãi dâng trào không ngừng. Đây, những em học sinh đang đi về, mãi mãi gắn liền với mọi người từ lúc sinh ra lớn lên trưởng thành, đi vươn chạy với cuộc sống mưa to, cuộc sống bận rộn. Nhưng khi chúng ta về với hương thì đó là một cảm giác thăng thiên và thoải mái nhất. Bao nhiêu vật chất tiền bạc không bao giờ mua được những cảm giác như thế này. Thôi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn xem video vui vẻ, thoải mái. Chào và hẹn gặp lại.